lá xa, giá lạ lưu mai điểm lễ tại trường mầm non và lời phước thành là gần bên bác ái. Tình tệ hơn sắp lưu thụ sử dụng cơ sở mầm non ni mù trụ cấp, hư hỏng, cả xì độ giá lạ tình trạng quá tải. Dự nhà, mù ở cổ thụ tà rù bò sò tù và bước lo là gần bên bác ái, độ quyết định đầu tư xây bà rò và điểm đối xì trường mầm non phước thành xì bà rẹ hơn, sắp lúc xa với 3 tỷ đồng. Mù đầu tư, đồng bộ xì nằm phòng học, cả xì lưu cây gia, mù hiệu bộ, bếp, bờ bọc, mù tường rào, mù sân máy in, bờ vệ sinh. Giai lạ thụ học, tà rù bò sò tù, đoà bước lo, tà rù bò sò tù, đoà bước bà. Đoà cơ sở bà rò, đọc bàn giám hiệu trường mầm non phước thành, bio lưu hơn lưu ma điểm lễ cả si tổ chức bà tô và dụng mùa nhà đáp ứng tổ tổ kỳ lưu thụ ani awe ama học sinh ta bà lê ni bà rào ni đoà cơ sở bà rào ni độ từng gia giai đoạn hoàn thiện đoà hạng mục tì đời là bà nào ra ta mà sử dụng thụ học bà rào tại một trường này cả mình hết sức vui mừng nhờ đảng nhà nước quan tâm xong kê cũng học là ghê cả mình cũng an tâm gần năng ngạo bra năng ngạo phù sar qua mẹ ba mai trong làm là tô đồng thầy cô giáo thầy cô giáo đỡ bà ta cô giáo ngoài địa phương nhà mẹ bà to cũng biết mua chỗ đỡ chỗ đỡ chỗ bà đây xong thuận tiện gà bọc bà to kê xong thuận tiện gà bọc ngạ việc ngạ bra ở điểm lễ thì có rất là nhiều khó khăn chẳng hạn như đề cử như ở điểm ma rớ ta điểm lễ ni là độ lù vô canh chẳng hạn như điểm ma rớ thì bà rò ni awe ama và nào ở đây bên học ta lớp thì mua toa phòng học ni là nhà trường mượn ta tắc phòng cộng đồng gà bố trí ở đây học lớp ta ni là bạm vô canh lúc nhà ta thôn cũng mua tổ kaya cuộc hợp rồi bắt buộc phải bre ở đây bên bà đê giáo hoa dùng tòa điểm Tani là phạm bộ canh cả nhà trường. Mù đoà trường bà rò thì nhà trường sẽ bà tô yêu chức học sinh tà thôn mà tì, mà rú, cả xì suối lỡ. Ni là bà dụng gà à đời tại điểm chính. Đồng thời, nhà trường mù yêu lô ma tuổi ta ma đoà điểm là thôn đá bà cái, cả xì điểm bà rớ. Tani bà dụng cả xì đồng thời ngạ cả gia khối phòng dơ là phòng đa năng, cả xì chất phòng học, phòng hiệu trưởng. Hiệu phó hiệu trưởng Tani cũng là phòng y tế Multidehia nhà trường cũng mua tòa phòng nì. Tà thùng mà lâm bà lời phước tân là cành bên bác ái là cành đình tượng tụ Ani chợ ở tây học sinh tiểu học Tani cũng và mẹ lu để lại chợ phòng học trung cấp giờ nhà trường tiểu học Phước Tân B cũng mua phá chợ các sĩ đầu tư xe paro mua lắp bát phòng học thì tới nhà là mua hiệu bộ, vợ đa năng, thư viện, vợ vệ sinh, mua kaya vợ trực bảo vệ, ta cổng tường rào, sân máy in. Thì tới tổng mức đầu tư nhà, sắp lúc toa với toa tỷ đồng. Và rào nì, đơn vị thi công, độ hoàn thiện lưu hạng mục thì tới ni, Gabriel Tama sử dụng Tama tụ học và rào. Mua nhà giải quyết dứt điểm tình trạng phòng học trụ cấp, cả sĩ lo lắng mua away ama, ca vô an toàn ở đây bên rời. Thì nói chung thì AWMA DI bà con thôn Mai Lâm rất là cảm ơn đảng nhà nước, nhà trường, cả nằm ở đây thôn Mai Lâm để bước vào tham gia trường học Thụ Nê Bi cũng như trường Cung Mai Gia Oan rồi La Sâm Cung Mai Gia Oan rồi. Nói chung thì AWMA thôn Mai Lâm rất là phấn khởi, cảm ơn đảng nhà nước đã quan tâm thôn Mai Lâm. Trước đây là hội gia trường là rất là hân lưu, rồi chá đa rồi. Rồi nói chung rất là hối như là hồi già như là nghìn bữa nay là nhờ trường như cái trường đó nhờ bữa nay là nhờ trường bắt đầu là kề tham gia học sau này bố hội nghị một cái thì đầu thế là bố ta lạ bố từ trường ở mà kể anh bà thầy anh cho học hành rất khó khăn đến tới bây giờ anh bà thầy anh các anh cho có trường rồi mình anh học đầy đủ đến học tại nơi tại chốn đặt mục tiêu thuộc Tarubo Soratu Daplupa sẽ đạt chuẩn quốc gia như nhà trường phổ thông dân tộc bán trú
trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh và Lời Phước Tân cũng mua bố trí xa plus xa tỷ đồng đầu tư xây dựng và rò là ba phòng học bộ môn cũng như bờ đa năng, thư viện, bờ bảo vệ, các si hệ thống phòng cháy chữa cháy, mù nì. Tộc và Lời Phước Tân là gành bền bác ái, cơ bản xóa mù tình trạng thiếu phòng học, các si hoàn thành lù, tiêu chí, vô giáo dục, gia lạc bộ tiêu chí xây dựng nông thôn và rò. Đợi như này, anh hạ tự cho cố gắng nó học trường lớp, anh hạ tự cho nhân lực ngạ trường là gì, anh hạ cho cố gắng học, rồi tôi hàm phát đạm mắt ta luôn, là anh hạ cho cố gắng học, để mà về là bùi bê bị, là về mà là cái nạn mắt ta luôn. Thứ hai cái trường này được đầu tư là khá toàn diện, đồng bộ. Để nhằm mục đích là để hoàn thiện. Đoà vô trường ni là mua đầu tư Proctana, đồng bộ khen dựng mục đích hoàn thành mua cái giá đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia. Đoà bộ nội dung ngành giáo dục, mua ni là đoà bộ đầu tư, ni cũng là hoàn thiện dựng cơ sở trường lớp, cơ bản là bố trí, lưu, dựng lớp học, tani và may lưu đảm bảo cơ sở vật chất cả thể bềm. Aweama tani, độ ta thùng bà lầm, đá trắng, cả xì ma ti, ga đảm bảo chợ, tòa cơ sở, ni trường lớp, chạy lại thụ học và rò ni. Từ tỷ nhà cũng mua đầu tư thêm dựng điểm lễ ta thùng đá trắng, cũng như đầu tư dựng phòng học dựng si chương trình phát triển tà bà lệ chợ. Vô đầu tư ni cũng mua tani là trai đạn tổ là ghê ngạ sân. Tà bà lệ phước đại, bà rò ni Aweama, học sinh cũng độ phấn khởi, vô kiến nghị anh ạ bên rề nào ta bà lời giải quyết mua vô xây dựng và rò đối xi trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Phước Đại A mua đầu tư xi hơn và rẻ sắp lúc xa tỷ đồng tân thời điểm này là ba phòng học giữa phòng chức năng thư viện vợ lười rề bảo vệ các xi cây già vợ công vụ giáo viên tani là mua chợ thầu ngã ra tiến độ thi công gà bàn giao ta ma sử dụng lau ti hồ rê lau plu là pạ thụ ta rô bò so là tụ ta plu lau nhà nước đã đầu tư về rồi cũng đền hơn nhà nước xây dựng tổ trường học mua ứng đồ đáp ứng cây gia tâm tư nguyện vọng Aweama Anna Adeben học tập là ghê độ khắc phục lưu tani là cái gia nguy hiểm ta bờ nì ni là độ trụ cập nhà nước mua đầu tư dư nha rồi cũng ơn ngài đáng nhà nước dự si phòng giáo dục đào tạo là cạnh bên bác ái gia là tổng số lưu mà lúc xa cơ sở trường học độ trụ cập hư hỏng mua Aweama học sinh ta phải lời kiến nghị đề xuất tổ sửa chữa nâng cấp ga đầu tư bà rò nghe mùa luật phân bổ nguồn vốn mùa lau chương trình mục tiêu quốc gia mùa xây dựng nông thôn bà rò trụ cơ sở xuôi các si phát triển kinh tế bà lời cũng mùa Aweama dân tộc tự kỳ mà nội các si bà lời chợ tân thời điểm này là gành bên bắc ái độ phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư xây bà rò các si nâng cấp sửa chữa đối si tòa plus ti du trường học các si nguồn mua là Saratu toa plus lao phải Paratu tỷ dục plus 3 tỷ đồng. Từ đề tỷ dự cơ sở này mua đầu tư hoàn thành lũ đáp ứng khoảng Saratu Salapa plus phòng học phục vụ và tô cả sĩ học. Và rõ này dự dự án mua bởi thảo ngã tra tiến độ Gabre lao tiêu hồ rê lao plus bla la bạ đọc dự trường mua tra tổ chức khai giảng tụ học và rõ thuộc Tarubo Saratu toa plus lao Tarubo Saratu toa plus 3. Thì năm học này thì huyện đã đầu tư. Thụ học này là gắn bên mua đầu tư lưu giữa cơ sở vật chất, phòng học, cả xì giữa đơn vị trường học, mua mầm non, tani trung học cơ sở. Lào ni là đáp ứng mua nhu cầu ngạ, loạt và rò chương trình và ảnh giáo khoa thụ tà rô bò xò rà tu xa plu là bạn. Sẽ gà nhà gà đảm bảo mua cơ sở phòng học là kê ca chợ ở đây bên mầm non, tani nào ở gà trường. Vô tính tân thời điểm bà rò nì, cà minh mù hơn, đoà bù, tì dù hạng mục công trình, cà si bà rò tà ma, ngạ, ga sửa chữa đáp ứng, mù tà ma thụ học bà rò, tụ tà rù bò xò tu, tà bù lò, tà rù bò xò tu, tà bù bà. Tiến độ công trình, tì nì, là tì tê, bà là bà nì, là mù bằng giao cả giấc trường tà ma, ra, ứng,
mua xi nhu cầu bà tô các xi học tại giữa trường mầm non, tiểu học, các xi trung học cơ sở. Độ tờ hè là giữa trường mà bà sau ni nếu cái giờ mua ra ô thì cả mình cũng mua cái gia phương án là vô giữa phòng học nha, gà thay lưu thoa buổi xa bạc bà tô học. Sa buổi tạm, như ni là thời gian lo, thì đời hai bi hoàn thành, cả mình sẽ ta ma, và nào học ta buổi xa hồ rời, dựa gì kế hoạch. Dựa gì kế hoạch, thụ tờ vò, xô ra tu, tòa bước lo, tờ vò xô ra tu, tòa bước bà. Là càng bền trợ bác ái, là càng nên thuộng, sẽ mua hơn. Là bà rù bò học sinh, mua cấp học, nào xịt lò, xì vột. Cây gia ngạn lưu cơ sở trường, lớp học, mua đầu tư, xây bà rau, nâng cấp, mua sửa chữa tam ma sử dụng, như là tụ học bà rau, tòa rù bò xòa tu, đoà bước lo, tòa rù bò xòa tu, đoà bước bà. Buộc tộ, ta là gắn bên bác ái, khắc phục tình trạng, phòng học, trụ cấp, gà đảm bảo an toàn, mà mua là ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, ở quê ama tapale cũng mua giải quyết một cách ra.